Thưa quý vị, Hạt Kiểm Lâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự vụ vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại địa bàn phường 7 thành phố Đà Lạt và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Lạt để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Điều đáng nói, thủ đoạn của lâm tặc lần này rất tinh vi, dọn sạch hiện trường sau khi khai thác, không để lại dấu vết trong vụ hàng chục cây thông ở rừng phòng hộ tại Đà Lạt bị đốn hạ. Theo ông Võ Thanh Sơn, hạt trưởng hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt, trước đó đơn vị đã phối hợp tuần tra kiểm tra rừng tại tiểu khu 147A, địa bàn phường 7, phát hiện dấu vết lạ, cỏ khô bất thường, nên lần theo và phát hiện vụ phá rừng thông tự nhiên trái phép tại đây. Tại vị trí tiểu khu 147A trên địa bàn phường 7, thành phố Đà Lạt, thì qua cái công tác tuần tra kiểm tra của lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và đơn vị dự án đầu tư, thì chúng tôi qua quá trình tuần tra thì phát hiện là có cái dấu vết bất thường. Cụ thể như là cái đường đi của những cái vết xe thì đã bị cỏ khô. Thì từ cái những cái dấu vết bất thường thì chúng tôi lần theo cái dấu vết đó, thì kiểm tra phát hiện tại cái vị trí này là xảy ra cái tình trạng khai thác lâm sản trái phép, khai thác chọn những cây nào lớn để khai thác, mà quá trình khai thác hết sức là tinh vi. Cụ thể như là cái đường xe đi là cái đối tượng vi phạm là dùng cỏ để lấp lại, rồi là những cái gốc thông thì chặt âm ở dưới mặt đất và lấp đất lại, lấp cỏ lên. Còn toàn bộ cái cành nhánh thì đối tượng là thu gom rất là sạch sẽ. Do vậy cái quá trình tuần tra kiểm tra thì chúng tôi rất khó phát hiện cái hành vi khai thác này. Cụ thể tại lô Q và lô O khoảnh 6 tiểu khu 147A thuộc đối tượng rừng phòng hộ, diện tích rừng do công ty cổ phần dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất thuê để triển khai dự án đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, có tổng cộng 31 cây thông ba lá tự nhiên bị cưa hạ trái phép. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định 31 cây thông bị cưa hạ này có đường kính gốc từ 35 đến 65 cm, khối lượng gỗ tròn bị thiệt hại gần 23 mét khối, nằm rải rác trên diện tích khoảng 3.000 mét vuông. Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thành phố Đà Lạt đã xác định tổng thiệt hại của vụ vi phạm này quy ra tiền gần 345 triệu đồng, trong đó giá trị thiệt hại của gần 23 mét khối gỗ tròn là hơn 68,9 triệu đồng và thiệt hại về môi trường rừng gần 276 triệu đồng. Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 100 người dân tại xã Yên Phan, huyện Chư Bứ phải nhập viện. Số lượng bệnh nhân chưa thể cập nhật chính xác do mọi nguồn lực đang được tập trung cho việc cấp cứu các bệnh nhân. Chính quyền địa phương cho biết, trước đó vào chiều ngày 3 tháng 12, một đoàn từ thiện phối hợp cơ quan chữ thập đỏ của huyện Chư Bứ đến thăm tặng quà cho người dân xã Yên Phan, huyện Chư Bứ, trong đó có một số thực phẩm như bánh ngọt và xôi. Đến ngày 4 tháng 12, nhiều người dân, chủ yếu là trẻ em trong xã, có dấu hiệu đau đầu, nôn mửa nên đã được đưa đến trạm xá xã Yên Phan cấp cứu. Một số người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm nặng đã được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Chư Bứ. Hiện Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã điều động toàn bộ đội ngũ y bác sĩ của trung tâm y tế huyện Chư Bứ và hai huyện lân cận là Phú Thiện, Chư Sê để hỗ trợ phân loại bệnh nhân, cấp cứu kịp thời tại trạm y tế xã Yên Phan và trung tâm y tế huyện Chư Bứ. Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp khám nghiệm hiện trường xử lý vụ sập cầu dân sinh xảy ra tại xã Phú Riềng. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 3 tháng 12 khi anh Lê Minh Tuấn ngụ tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng điều khiển máy cày chở đầy gỗ cao su. Do xe quá nặng, khi đến giữa cầu thì cây cầu bị gãy đôi và từ từ sập xuống. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Cầu dân sinh Suối Mơm phục vụ người dân xã Phú Riềng và cả các xã phụ cận. Cây cầu bị sập đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân trong khu vực. Nhiều người đã phải mang vác mũ cao su, hàng nông sản đi qua suối hoặc phải đi đường vòng rất nguy hiểm. Do đó, người dân địa phương mong muốn chính quyền nhanh chóng khắc phục sửa chữa lại cầu để thuận tiện trong đi lại và sản xuất.